Tiền với bé Su đi tới thủy cung ở Vinpearl này các bạn. Su, đây thủy cung nè. Đó, giờ Tiền sẽ đi vào bên trong thủy cung. Đây, bên trong thủy cung nè các bạn. Ở bên này, ở bên trong rất là đẹp bạn ơi. Để Su kìa. Đốn bé Su đó là con gì? Con chăn hả? Chăn màu trắng này các bạn. Đó, chỗ nó ở nè. Cá này các bạn. Đó. Ở trong đây thì rất là tối các bạn ơi. Nó bơi kìa các bạn. Cá nó bơi kìa. Bây giờ Tiền với bé Su đi xuống cái bể chính này các bạn. Đi xuống nữa để mình xem tiếp. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ở thủy cung Vinpearl Nha Trang có nhiều loại cá ở trong cái thủy cung nè các bạn. Ở phía trên thủy cung rất là lớn luôn. Trên đầu cũng có cá, xung quanh toàn là cá không à. Trong thủy cung này rất là đẹp luôn nè. Ồ, Tiền quay trên đầu Tiền nè, nó cá nó bơi kìa. Su, đẹp không bé Su? Đẹp quá ha.
tích đâu mấy xu đó, mình chỉ cần rồi trên đầu là mình thấy liền luôn nè, xung quanh là cá không. Người ta đi tham quan rất là đông các bạn, thủy cung mà rất là đẹp mà trong đây mát, nó không có nóng. Nó đang thở đó bé Su. Su ơi, bé Su khoái lắm các bạn ơi. Đúng rồi. Bé Su khoái vậy các bạn. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi.